nhắc đến nước Anh, người ta thường nghĩ ngay đến thủ đô London, xứ sở của sương mù lãng mạn, những quý ông mọt suýt lịch lãm, tinh tế hay sức nóng cuồng nhiệt tỏa ra từ sân vận động Old Trafford, nơi hội tụ của những tín đồ yêu bóng đá trên thế giới. Thế nhưng, nước Anh còn cuốn hút nhiều hơn thế. Nếu bạn đang có dự định đến đất nước xinh đẹp này để du lịch nhưng vẫn chưa rõ nên đi như thế nào, chi phí hết bao nhiêu, ăn gì ở đâu khi sang Anh thì hãy theo dõi hết video này của Phú Quốc TV nha. 1. Anh nằm ở đâu và thuộc châu lục nào? Anh Quốc nằm phía tây bắc của châu Âu và phía nam của Liên hiệp Anh, bao gồm Anh Quốc, Scotland và xứ Wales, và cũng là quốc gia lớn nhất trong khối quốc gia này, với diện tích là 129.720 km2. Với vị trí nằm trên một hòn đảo, việc di chuyển từ Anh Quốc vào lục địa châu Âu tưởng khó nhưng lại vô cùng dễ dàng, bằng việc đi qua một đường hầm xuyên biển dài 35 km tới Pháp. 2. Đi du lịch Anh bằng cách nào? Để có thể nhập cảnh ở Anh an toàn, bạn phải có visa và hộ chiếu, hai thứ quan trọng nhất trong thủ tục xuất nhập cảnh. Bạn đi theo tour thì công ty du lịch sẽ có trách nhiệm giúp bạn hoàn thiện thủ tục, nhưng bạn có thể tự tới Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Bạn nên làm trước khi đi du lịch ít nhất là 2 tháng để có thể chủ động trong quá trình du lịch. Muốn làm được thẻ visa, bạn cần phải hoàn thành hồ sơ, tham gia phỏng vấn và buộc phải có thư mời. Thời gian làm visa kéo dài trong vòng 1 tuần hoặc chậm nhất là 2 tuần, bạn sẽ hoàn thiện và có thể nhận thẻ. Cách di chuyển khi du lịch Anh. Từ Việt Nam, Vương quốc Anh đã có chuyến bay thẳng từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tới hai sân bay lớn của nước Anh, đó là Gatwick và Heathrow, được khai thác bởi các hãng hàng không như là Thai Airways, Qatar Airways, China Southern Airlines, Dragon Air, Cathay Pacific Airlines và Vietnam Airlines. 3. Chi phí đi Anh Quốc hết bao nhiêu? Du lịch Anh Quốc cần bao nhiêu tiền là một câu hỏi mà rất nhiều khách du lịch quan tâm khi muốn đến thăm Vương quốc Anh. Đây là một đất nước hấp dẫn trong chuyến du lịch châu Âu đang được rất nhiều du khách thích thú và quan tâm. Tổng chi phí của du lịch nước Anh đến từ các nguồn, đó là vé máy bay tới Anh, chi phí đi lại ở Anh, chi phí ăn uống ở Anh, chi phí lưu trú ở Anh, chi phí mua quà lưu niệm ở Anh. Hãy cùng Phú Quốc TV tìm hiểu kỹ hơn nha! Chi phí du lịch Anh, giá vé máy bay đi từ Việt Nam đến Anh. Vé máy bay đi từ Việt Nam đến Anh phụ thuộc vào nơi chuyến bay xuất phát và điểm bạn đến. Đường bay Hà Nội-London, hiện đường bay này được hơn 20 hãng hàng không khai thác, trong đó có một số hãng hàng không có tần suất phục vụ lớn và chiếm ưu thế như Vietnam Airlines, Etihad Airways, Aeroflot Russian Airlines, Thai Airways. Mỗi ngày có khoảng 46 chuyến bay khứ hồi phục vụ đường bay Hà Nội-London. Giá vé cho chặng bay này dao động từ 321 USD đến 4.116 USD. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-London. Hiện đường bay này ở thời điểm hiện tại có đến 30 hãng hàng không phục vụ đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Manchester với tần suất khoảng 47 chuyến bay trên một ngày. Trong đó thì Vietnam Airlines, Turkish Airlines, Etihad Airways, Emirates là các hãng hàng không có tần suất khai thác lớn nhất. Giá vé cho chặng bay này thì dao động từ 527 USD đến 3.784 USD. Đường bay Đà Nẵng, London. Đường bay này hiện được khoảng 15 hãng hàng không khai thác với tần suất là 26 chuyến bay trên ngày. Trong đó thì Vietnam Airlines, Silk Air, Pacific Airlines là các hãng hàng không có tần suất bay chủ đạo. Giá vé cho chặng bay này thì dao động từ 289 USD đến 4.687 USD. Chi phí du lịch Anh, chi phí đi lại ở Anh. Du lịch Anh cần bao nhiêu tiền? Cũng giống như là những chi phí khác thì chi phí cho việc đi lại ở Anh vô cùng đắt đỏ, nên bạn cần xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể về các điểm đến trước khi ghé qua. Bạn có thể lựa chọn hệ thống tàu lửa để đi lại vì sẽ rẻ hơn, hoặc là đi tàu điện ngầm vào giờ thấp điểm. Nếu di chuyển vào khung giờ tốt thì bạn chỉ cần trả 20 đô cho việc đi lại. Tuy nhiên thì bạn có thể di chuyển bằng xe buýt với mức giá từ 1,5 USD. Với nhiều điểm dừng khác nhau, bạn có thể nhờ các bạn du học sinh để đặt vé trước nha. Chi phí du lịch Anh, chi phí đồ ăn thức uống ở Anh. Cũng giống như những chi phí khác thì ăn uống ở Anh bạn cũng nên tiết kiệm tối đa để có một chuyến đi hoàn hảo nhất. Trung bình thì chi phí cho một bữa ăn ở nhà hàng cho một người sẽ dao động khoảng là 35 đến 50 USD. Tuy nhiên thì bạn cũng có thể tới các quán pub với mức giá thấp hơn là 20 đô cho một bữa ăn chính. Một vài thức ăn nhanh thì bạn có thể tham khảo như là cá, khoai tây chiên, kebab với giá là vào khoảng 5 đô trên một bữa ăn. Tổng kết chi phí đi du lịch Anh Quốc. Du lịch Anh thì cần bao nhiêu tiền? Du lịch Anh Quốc trong khoảng thời gian chừng từ 7 tới 8 ngày sẽ mất khoản chi phí trung bình là chừng 60 tới 80 triệu đồng trên một người. 4. Đi Anh Quốc có món gì ngon?
Sandwich là món ăn nằm trong hành trang cũng như là gu ẩm thực tinh tế của người Anh. Với những hương vị thơm ngon độc đáo, sandwich được chế biến theo nhiều vị khác nhau nhưng hấp dẫn vẫn là sandwich bò. Thịt bò được rửa bằng nước lạnh, thái bản dài nhưng mà mỏng vừa với khuôn bánh đã định sẵn. Sau khi ướp với gia vị, người ta mang áp hai mặt thịt lên chảo nóng tới khi chín, mang ra kẹp vào vỏ bánh. Bên trong có thêm rau, dưa chuột, hành tây, rau thơm đã được xào chín với rượu vang, nước chanh đường. Vỏ bánh mì được nướng giòn, rau xà lách kèm với thịt bò và nước sốt thật hấp dẫn. Món sandwich cũng vì thế trở thành món ăn nổi tiếng phổ biến ở nước Anh. Roast meat là món thịt bò nướng được sử dụng trong ngày chủ nhật của người Anh. Đây là món ăn truyền thống của người Anh được sử dụng như là món ăn chính hàng ngày. Món thịt bò được nướng trong lò với nhiệt độ cao sau khi đã tẩm ướp gia vị nhưng vẫn giữ được vị ngon của thịt. Thịt bò nướng thơm ngon, màu sắc cũng rất bắt mắt. Bạn cũng nên thưởng thức và cảm nhận món ăn ngon hấp dẫn của nước Anh này nha. Trà kem là thức uống phổ biến ở nước Anh. Bạn sẽ không thể cưỡng lại nổi món trà đặc biệt béo ngậy thơm lừng với nhiều hương vị này khi tới Anh đâu. Trà kem chính là thức uống nổi tiếng nhất nước Anh bên cạnh rất nhiều loại trà khác nữa. Ẩm thực của Vương quốc Anh thực sự rất đa dạng và phong phú, khiến những người từng thưởng thức không thể quên được hương vị đậm đà, độc đáo của xứ sở sương mù. Không có gì tuyệt vời khi mà được nhâm nhi cốc trà kem và thưởng thức bánh ngọt. Fish and chips là món ăn truyền thống của người Anh, thực tế là món cá tích chiên và khoai tây chiên. Từng miếng cá được chiên giòn tẩm với nhiều loại bột tổng hợp như là bột ngô, bột trứng, bột nổi. Khoai tây sắt miếng vừa ăn mang chiên chín vàng. Sau đó thì hai thứ thơm ngon này được gói trong giấy báo và kèm theo nước sốt chua ngọt, vài lát chanh tươi. Thật tuyệt nếu mà bạn thưởng thức fish and chips thích thú khi được người Anh mời món ăn hấp dẫn trong ẩm thực nước Anh. Ngoài ra thì hãy thưởng thức những món ăn đậm chất Anh khác như là steak and kidney pie, xúc xích Cumberland, chả nướng Cornish, haptic, kem, hot dog, bánh phô mai, bánh cuộn, donuts, pizza. Năm, chơi gì ở Anh Quốc? Du khách sẽ được chiêm ngưỡng một nước Anh vừa hiện đại vừa cổ kính, lại được sống trong không khí thân thiện của những người dân mến khách nơi đây. Với mỗi một thành phố thì đều có những điểm du lịch nổi tiếng khắp thế giới. Hãy cùng kinh nghiệm du lịch Anh Quốc giá rẻ, tiết kiệm, tự túc du ngoạn tới những địa danh vui chơi đẹp hấp dẫn ở Vương quốc Anh như là nhà thờ Durham, nhà thờ York, bức tượng Hadrian, lâu đài Warwick, tháp đồng hồ Big Ben, lâu đài Windsor. Tòa tháp London, đây được xem như là nhà tù nơi giam giữ những người phạm tội, được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 12. Trước khi trở thành nhà tù, nơi đây từng là cung điện của quý tộc hoàng gia. Đây còn được biết đến như là tòa lâu đài có ma nổi tiếng nhất nước Anh. Du khách sẽ được trải nghiệm nhiều câu chuyện về những con ma ẩn nấp bên trong tòa lâu đài. Đây là điểm đến đẹp, được nhắc tới nhiều trong kinh nghiệm du lịch nước Anh chi tiết nhất. Hồ District. Hồ nằm trong khuôn viên của Công viên Quốc gia nước Anh. Điểm thu hút du khách chính là hồ nước nơi đây trong xanh quanh năm. Xung quanh một màu xanh của rừng núi nên là không khí ở đây mát mẻ và yên ả. Hướng mắt ra xung quanh, bạn sẽ thấy cuộc sống tràn đầy năng lượng. Mỗi năm thì nơi đây đạt lượng khách du lịch lên tới 14 triệu du khách tới tham quan. Tháp Big Ben không chỉ là điểm du lịch thu hút khách du lịch nhiều nhất khi tới Anh, mà tháp đồng hồ này còn được biết đến là biểu tượng của nước Anh. Hầu như ai khi mà đi du lịch Anh thú vị bổ ích thì đều đến đây chiêm ngưỡng tuyệt tác này và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Tháp đồng hồ Big Ben là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Anh không nên bỏ lỡ, là một phần của cung điện Westminster, được xây dựng lại sau vụ cháy lớn năm 1834. Đến tận bây giờ, thế giới vẫn không khỏi ngạc nhiên và bày tỏ sự ngưỡng mộ với công nghệ cơ khí của chiếc đồng hồ này.
bởi nó chỉ chậm không quá 1 giây trong suốt thời gian hoạt động. Đến London mà chưa có tấm ảnh check-in phía xa xa là đồng hồ Big Ben thì chưa phải là đến London nha. Lâu đài Windsor được minh chứng là lâu đài cổ và đồ sộ nhất trên thế giới. Nơi đây được mọi người biết đến vì từng là nơi sinh sống của nữ hoàng Elizabeth. Lâu đài với vẻ đẹp hoàn mỹ, kiến trúc độc đáo, không gian xung quanh rộng lớn, thu hút 24 triệu khách du lịch mỗi năm tới với địa danh nổi tiếng nhất nước Anh này. Stonehenge được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Công trình lịch sử quan trọng nhất thế giới này còn nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học trên thế giới đang khám phá và tìm lời giải đáp. Với kiến trúc độc đáo là những khối đá xếp thành hình vòng cung, không đổ dù mưa bão lớn. Công trình vĩ đại này được cả thế giới biết đến và đây cũng chính là điểm du lịch đẹp nổi tiếng nhất nước Anh bạn nên ghé thăm nha. Du lịch Anh Quốc tới miền cổ tích Cotswold của Stardust và nhật ký tiểu thư John. Cotswold là một dãy đồi ở phía tây miền trung Anh Quốc và được ví von là trái tim của nước Anh. Cotswold gây ấn tượng với các thị trấn nhỏ quyến rũ và các ngôi nhà được xây dựng bằng đá Cotswold nằm bên dưới, đá vôi ngưu noãn thạch màu vàng. Ellington Road, Pimperi, England, viên ngọc của Cotswold. Làng Pimperi trầm tư thanh bình vào mùa thu bên các biệt thự cổ, cầu đá cong cong và dòng sông Con mơ màng. Nhà thờ Thánh Paul được xem là thánh đường hoa lệ giữa lòng thành phố, tọa lạc trên ngọn đồi Ludgate, địa điểm cao nhất ở London. Công trình được thiết kế vào thế kỷ 17 bởi kiến trúc sư được phong tước hiệp sĩ Christopher Wren năm 1632 đến năm 1723. Nhà thờ mang đậm nét kiến trúc Baroque và là nhà thờ lớn thứ hai ở Anh sau nhà thờ Liverpool. Ngoài ra thì mái vòm của nhà thờ này ghi nhận kỷ lục lớn thứ hai trên thế giới nhưng cao nhất thế giới. Nhà thờ Thánh Paul là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Anh, được nhiều người ghé thăm và cũng là nơi diễn ra nhiều nghi lễ quan trọng như là tang lễ của ngài Nelson, công tước của Wellington và Churchill, hay đám cưới hoàng gia của hoàng tử William và công nương Diana Spencer. 6. Kinh nghiệm đi du lịch tại Anh Quốc. Nên đi du lịch Anh Quốc vào thời điểm nào? Trong một năm thì Anh Quốc có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và thời điểm du lịch nước Anh lý tưởng nhất là mùa hè và mùa xuân. Nếu bạn đi du lịch Anh vào mùa đông, bạn sẽ phải chịu cái lạnh thấu xương với nhiệt độ có khi xuống tới mức dưới 0 độ. Mùa đông tại Anh thường vào các tháng 12, tháng 2. Nếu như bạn thích ngắm tuyết thì hãy tới Anh vào khoảng thời gian này. Nếu bạn du lịch Anh vào mùa hạ là tháng 6 đến tháng 8 thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái với thời tiết và việc di chuyển cũng thuận lợi hơn. Mùa hè ở Anh nhiệt độ không quá 30 độ vào ban ngày và buổi tối thì trời khá mát mẻ chứ không nóng như mùa hè nước mình. Nếu bạn du lịch Anh vào mùa xuân thì thỉnh thoảng bạn sẽ gặp cơn mưa bất chợt. Du lịch mùa xuân thì lúc này các loài hoa đua nở nên phong cảnh rất đẹp. Khi bạn đi du lịch Anh Quốc vào đúng mùa thu là tháng 9 đến tháng 11 thì bạn cần mang theo áo ấm đi nhé vì mùa thu ở Anh cũng khá là lạnh rồi. Thời gian này thì bạn sẽ gặp những hàng cây đang rụng lá, có thể là bạn sẽ cảm thấy cô đơn nếu mà vẫn đang FA đấy.
Với kinh nghiệm du lịch Anh Quốc của Phú Quốc TV thì việc đặt vé máy bay và đặt trước phòng khách sạn phải được thực hiện hàng đầu, càng sớm càng tốt. Vì đến bất kỳ một vùng đất nào bạn cũng sẽ ưu tiên cho việc tìm nơi ở và cách di chuyển tới miền đất đó. Nếu bạn du lịch nước Anh tự túc, tiết kiệm thì bạn nên săn vé sớm và tránh mùa cao điểm du lịch, bởi nếu đi vào khoảng thời gian này thì lượng khách dồn tới đông, giá cả sẽ tăng theo và bạn khó có thể tìm được nơi lý tưởng nghỉ ngơi. Bạn nên đặt trước vé máy bay và thuê phòng khách sạn trước 1 tháng để an tâm đi du lịch. Bạn có thể săn vé máy bay thông qua các trang web chính hãng và đặt phòng khách sạn thông qua các trang web chính như là Booking, Agoda.com hoặc là thông qua các công ty du lịch có tiếng để đặt phòng. Các phương tiện chủ yếu di chuyển ở Anh thường là ô tô, xe buýt, xe đạp, tàu cao tốc. Nhưng theo kinh nghiệm và hướng dẫn du lịch nước Anh thì bạn nên chọn các phương tiện công cộng như là xe buýt, tàu cao tốc để tiện cho việc đi lại. Hơn nữa thì di chuyển bằng những phương tiện công cộng này, bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá dùng vào những việc khác. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thuê xe, nhưng bạn lưu ý là phải tìm hiểu thật kỹ luật và bạn phải là người thông thuộc giao thông của nước Anh, nếu không thì bạn sẽ rất là khó đi lại ở đây, bởi nước Anh thì người ta lái ô tô bên trái không giống như Việt Nam. Các phương tiện giá rẻ ở Anh sẽ đưa bạn du lịch đây đó, nhưng thích thú nhất có lẽ là dạo bước trên những con phố trung tâm sườn uất và náo nhiệt, hoặc là tới thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Anh. Phú Quốc TV vừa chia sẻ với bạn rất nhiều thông tin về những địa danh du lịch nước Anh nổi tiếng, danh sách khu mua sắm nổi tiếng ở nước Anh, những món ăn ngon truyền thống cũng như là cách di chuyển và đi lại ở xứ sở sương mù. Hy vọng thì bạn sẽ có chuyến du lịch bổ ích, lý thú với kinh nghiệm du lịch nước Anh mà Phú Quốc TV đã cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để tiếp tục cập nhật các video tiếp theo của Phú Quốc TV nha.